Vật tư nông nghiệp Thùy Nhung xin gửi lời chào đến các anh, các chị cùng toàn thể các bạn. Đây là một bao thuốc lấm mà bên em vừa đi mua giúp cho đại lý ở An Giang nhé. Ở đây thì có Ziaroc, Bioboost và Zacoria. Bộ ba thuốc lấm sử dụng vô cùng hiệu quả cho các loại hoa, cây cảnh và rau màu. Đây là Bioboost nhé. Bioboost thì bao giờ em cũng khuyên mọi người dùng để phòng lấm. Rất là tốt, rất là hiệu quả và an toàn. Cái này mùa mưa mà phun phòng cho các loại rau ấy, để chống thối nhũn, chống thối rễ và lấm lá, vàng lá. Rất là hiệu quả. Chuyển sang cái Ziaroc thì em vẫn hay gọi là bác sĩ cò để phân biệt. Cái này thì mọi người nhìn là biết rồi, chuyên dùng cho hoa ly, hoa hồng, hoa cúc, bắp cải, cà chua, ớt, cà phê. Tiếp đến là Zacoria. Đây là cái dòng thuốc mà phun ra có màu xanh trên lá nhé. Thì cái dòng thuốc này thì là một cái dòng thuốc phổ rộng dùng cho lấm. Khi đóng hàng đơn chậu cho đại lý thì em thường thả vào trong cái chậu có chiều sâu như thế này thì nguyên hộp. Còn nếu mà những cái chậu nhỏ thì em bóc hộp ra để em thả vào cho nó được gọn gàng hơn nhé. Như này rất tiện phải không ạ? Thì những ai mà cần thì có thể bảo em. Thì em vẫn lấy cho các đại lý bên chậu nhựa thường bán cả cây, chậu và thuốc. Chia sẻ một chút để các anh các chị đại lý dễ biết nhé. Cái hộp của đây, đây mọi người nhìn thấy chuyên hoa đấy. Cái này chuyên chè sạch này. Cái này hai cái dòng kia thì là chuyên ly, hồng, cúc, dưa, táo. Cái này thì em sẽ bóc ra để cho mọi người biết nhé. Cái hàng Ziaroc này thì sẽ quy cách đóng gói là 100 gói trên một hộp này nhé. Còn cái Zacoria thì sẽ là nguyên hộp thì sẽ là 50 gói. Còn cái Bioboost cũng là 50 gói nhé. Để mọi người nếu mà muốn lấy mà nguyên hộp thì bảo em. Để em bóc xem mọi người xem. Đây là 100 gói. 100 gói nhé. Bác sĩ cò Ziaroc 100 gói. Cái hàng này trị nhiễm khuẩn thối rất là tốt này. Như em vẫn hướng dẫn thì khi mà thối thân, đen thân, cành, hoa hồng thì sử dụng ba cái mẫu này kết hợp thì bắt buộc là phải có bác sĩ cò để chặn đứng cái tình trạng đen thân nhé. Đây là hộp 50 gói Bioboost này. 50 gói Bioboost nhé. Đây là 50 cái Zacoria này, phun ra có màu xanh này. Thì cả ba loại này thì đều có giá là 10.000 đồng trên một gói nhé. Thì mọi người muốn lấy thì bảo em lấy hộ và cái tiền phí ship thì mọi người phải chịu rồi là 25.000 trên một đầu đơn. Từ 2 cân mà đến 3 cân thì là phí ship sẽ là 30.000 nhé các anh các chị nhé. Nên mọi người muốn lấy thêm cái gì thì ví dụ như kéo hoặc là một cân phân các thứ gì thì sẽ phải là cộng là 25.000 tiền phí ship hoặc 30.000 tiền phí ship nhé. Tiền phí ship này thì bên shop không thu mà là do bên vận chuyển, người ta vận chuyển người ta phải có công nhé. Video ngắn vừa rồi thì vừa giới thiệu với các anh các chị cùng toàn thể các bạn cái quy cách đóng gói của ba cái loại thuốc lấm trong cái bộ ba thuốc lấm mà Nhung giới thiệu. Ai có thắc mắc gì thì có thể liên hệ qua số điện thoại có kèm Zalo là 0915 882 513. Ai chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho Vật tư nông nghiệp Thùy Nhung nhé. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những video ngắn lần sau ạ.